trong tim. Dường như bao cay đắng đã nếm quá lâu trên bờ môi ấy. Mỗi ngày tôi phải cố gắng che giấu đi sự mệt mỏi không ai gánh cùng, để rồi suy nghĩ và không ai muốn chia sớt những gì tôi đang mơ. Dường như tôi cô đơn trong chính ngôi nhà mình không ai biết, muốn khóc nhưng cứ phải gừng cười. Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên. Vì sao không yêu nhau như tiền in vui ấy, cứ ngỡ ta đã yêu được nhau. Con nghe nè, con phải đi. Con là một cậu bé rất đặc biệt. Con có khả năng bẩm sinh của một thiên tài làm bánh. Cho nên con hãy để ông Phú phát triển tài năng của con. Không, con không cần những nơi giàu có đó đâu. Con chỉ muốn á là có khoảng thời gian vui vẻ để tìm lại mẹ Dung của con. Chú ơi, chú đừng có đuổi con đi nha. Con sợ về mấy cái nơi giàu có lắm. Con nói cho chú nghe, sao con lại sợ những nơi đó vậy? Ngày xưa mẹ con sợ con cực khổ, không có được đến trường tốt để đi học, nên quyết định cho con ở lại nhà ba con. Ba con là một người giàu có nhưng mà nghiêm khắc lắm. Ba con làm bánh rất giỏi. Con được ở trong một căn phòng sang trọng, được ăn mặc đẹp, ở trong một ngôi nhà to lớn, còn có xe đưa rước nữa. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Con chỉ muốn sống với mẹ. Vậy mà người ta đã bắt cóc mẹ con đi. Thôi được rồi, chú hiểu mà. Chú ơi, con nhớ mẹ con lắm. Con sợ mấy cái nơi giàu sang lắm. Thôi được rồi, con bình tĩnh nè. Con nghe nè, sợ là một bản năng của con người. Tình yêu thương cũng chỉ là một bản năng của con người. Nếu con vượt qua được nỗi sợ của chính mình thì bên kia chính là bến bờ của yêu thương. Lúc đó con mới thấy giá trị của nỗi sợ. Con hiểu không? Ngày mai sẽ có người đến đón con đi. Con phải mạnh mẽ lên nha. Chú cho con ở đây nha. Con hứa là con không đi la cà với đánh lộn với tí nữa đâu. Con sẽ phụ chú làm bánh mà. Nãy giờ chú nói mà con không hiểu sao? Mẹ ơi,
đợi con nha. Con nhất định sẽ đi tìm mẹ. Con đi nha chú. Anh đi nha em. Ở lại đừng để thằng Tý ăn hiếp nữa. Có gì tới tìm bánh đồng tâm tìm anh nha. Anh nguyện nè, nhớ đừng có để cái bụng kêu ồn ồn nữa nha, nếu không sẽ bị bệnh đó. Con chào cô. Dạ không dám. Ông làm cái gì vậy? Tự nhiên ông dẫn cái thằng này về nhà để làm cái gì? Thằng Tâm con mình đâu? Sao ông không dẫn nó về? Tôi nói cho ông biết, ông làm sao coi được thì làm, còn không coi được thì tôi ra khỏi cái nhà này cho ông vừa lòng. Sao lại là con? Tại sao chú lại cho con về tiệm bánh? Chỉ đơn giản thôi con. Tại vì chú nhìn thấy con có sự đặc biệt. Với lại hôm đó chú hỏi con chưa trả lời câu hỏi của chú, cho nên chú không để con đi đâu hết. Con không nhớ. Chú nói lại cho con biết được không? Không phải lúc này. Thôi con vô tắm rửa thay đồ đi, rồi hai chú cháu mình kiếm gì ăn, sau đó mình tới thăm xưởng sản xuất bánh bông lan nha. Dạ. Ông sao vậy? Sao ông cứ toàn làm những chuyện cho tôi thấy khó chịu không vậy? Ủa, tôi làm gì sai? Vậy chứ tôi hỏi ông, bây giờ thằng con mình thì chưa tìm được. Bây giờ ông á dẫn cái thằng đầu đường xói chợ đi về cái nhà này. Ông chưa thấy mình sai hay sao? Bà làm ơn bỏ cái thói khinh người của bà đi được không? Muốn làm theo ý của bà thì tự mình đi làm nha. Biết yêu thương, biết san sẻ là bản năng của con người. Ông riết á, càng ngày tôi thấy ông càng quá đáng rồi đó. Được, nếu như mà ông muốn vậy á thì tôi sẽ tự làm theo ý của mình. Cô ăn thử đi. Dạ. Con cảm thấy sao? Mặc dù á là chiếc bánh rất là ngon, mềm, xốp, rất là mịn, và đặc biệt á là còn có thêm vị béo của phô mai, nhưng mà nó còn thiếu một cái hương vị gì đó mà hiện tại con chưa có nhận ra. Thôi được rồi, không cần phải vội, cứ từ từ rồi cảm nhận và nhớ ra. Dạ.
Chú cháu mình còn thời gian dài mà. Dạ. Đây là phần của anh, như lời đã hứa. Để xem anh còn điều tra được gì thì tôi sẽ thưởng thêm. Trên cả sự mong đợi thưa bà, thằng nhóc đó là con trai của ông Thành Đạt, là một ông vua bánh mì nổi tiếng ở Sài Gòn này. Thì ra là vậy. Anh còn điều tra được gì nữa không? Nếu chỉ bao nhiêu đó thì làm sao tôi dám lấy tiền bà. Có một bí mật trong gia đình ông Thành Đạt chưa bao giờ được công bố ra ngoài. Nói nhanh đi. Tuy là con trai trong gia đình, nhưng nó chỉ là một đứa con rơi do ông Thành Đạt có quan hệ ngoài hôn nhân với người ăn kẻ ở trong nhà, nên nó không được thừa nhận. Tốt lắm. Còn gì nữa không? Dĩ nhiên, con rơi á thì thường thường được các bà mẹ lớn chăm sóc rất tận tình. Tận tình đến nỗi chỉ muốn nó biến mất khỏi căn nhà của mình, vì sợ sau này nó sẽ giành gia tài với con trai của bà ấy. Cho nên rất nhiều lần thằng bé nó bị truy sát nên nó mới bỏ nhà ra đi. Thông tin anh đưa ra có chính xác không đó? Nếu bà không tin á thì đừng kêu tôi làm. Thôi được, tôi tin anh. Vậy thì bây giờ anh làm cho tôi thêm một việc nữa. Alo, tôi nghe. Chào anh Tài, tôi là Trinh. Tôi đang nắm giữ một thông tin rất là quan trọng. Đó là tung tích về con trai của chủ tịch công ty Thành Phát, chính là Hữu Nguyệt. Hiện tại nó vẫn còn sống và đang phụ việc ở một tiệm bánh bông lan. Dạ, chú ơi. Chuyện gì con? Cho con... Có chuyện gì mà con lúng túng vậy? Dạ, chú cho con về thăm mẹ con một chút nha chú. Hả? Con tìm được mẹ của con rồi hả? Con định là về thăm lại căn nhà cũ của mẹ con. Biết đâu mẹ con đã về. Ờ, hay là về đi. Chú cho tài xế chở con về nha. À, dạ thôi khỏi chú, con tự đón xe về một mình là được rồi. Vậy cũng được, nhưng mà đi đường nhớ cẩn thận. Có chuyện gì khó khăn thì nhớ gọi cho chú biết không? Dạ, con nhớ rồi. Anh đây. Cầm cái này để đi xe. Chú cho đó, lấy đi. Con có gặp mẹ của con á, nói chú gửi lời thăm, nghe không? Dạ, con cảm ơn chú. Con ăn đi. Dạ. Mẹ ơi, ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng. Tỉnh dậy con lại được ở bên mẹ. Mẹ ơi. Hehehehe
Không được khóc. Là đàn ông phải mạnh mẽ lên, phải biết vượt qua được nỗi sợ của chính mình. Con biết không? Mình phải là người đàn ông mạnh mẽ nhất thế gian này để bảo vệ mẹ. Nè, sao ngồi đây làm chi? Dì Tư, dì có nhớ con không? Thằng Nguyễn đáy dầm đây mà đúng không? Dì Tư, dì đừng có la lớn. Con lớn rồi, con đâu còn đáy dầm nữa đâu. Dì đừng có chọc con nữa. Ừ, dì có chọc con đâu. Mà con tìm được mẹ con chưa? Dạ chưa dì. Ai dì? Dì cho con hỏi là mẹ con có về đây kiếm con không dì? Mẹ con đi mất tâm từ hồi đó tới nay luôn. Không biết có chuyện gì xảy ra với mẹ con không mà không thấy quay về đây kiếm con. Thiệt là dì thấy tội cho mẹ con quá à. Bây giờ cũng trưa rồi, vô nhà ăn cơm với dì nha. Tối nay ngủ đây luôn, rồi mặc sức mà tâm sự với thằng Kỳ. Nó đi học rồi, chiều tối nó mới về. Dạ con cảm ơn dì. Nhưng mà con còn có công việc phải đi. Có gì á con làm xong sớm con sẽ về đây chơi với dì và bạn Kỳ. Nhớ nghe, rảnh là về liền nghe. Dạ dì, cho con gửi lời thăm chú Tư nha dì. Ừ, nhớ nghe không. Làm xong, học xong rồi ghé nhà dì nghe con. Dạ. Mình về đây rồi. Lan Anh ơi, cậu đang ở đâu vậy? Cái thằng nhỏ này sao kỳ vậy ta? Nó hứa với mình là nó về sớm lắm. Tại sao tới giờ này nó chưa về? Ông lo lắng cho nó lắm hả? Tại sao lúc nào ông cũng lạnh lùng với tôi? Còn với một người dân nước lã thì ông lại hết sức ân cần lo lắng cho nó. Bà đang làm gì thằng nhỏ phải không? Hả? Tôi không có làm gì hết á. Chỉ tại nó không có đáng có mặt trong cái nhà này. Tôi chỉ mong đợi thằng Tâm, con của tôi trở về ngôi nhà này thôi. Bà thật là một người đàn bà suy nghĩ nông cạn mà. Nhanh lên, tôi với bà qua nhà Hai Bảnh kiếm nó. Nó đang đi tới kìa. Tụi mày cẩn thận nghe thấy không? Tôi cho nó chạy thoát. Được rồi. Thấy ai biết rồi, nó kìa kìa. Lại mày! Lại! 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 Lại đâu? Lại! Sao không? Đứng dậy.
Tì, ở đây này mấy chú cục em ơi. Tì, cô, cấp cô, ra lên đi chú. Bạn con sắp chết rồi. Tì, Nguyên, Nguyên, có sao không con? Nhìn lên. Cô, cô bạn con. Cô, chú, cô bạn con đi chú. Cô bạn con đi chú. Con chạy ra ngoài, lộ kêu cô. Dạ, dạ. Nhanh lên con. Đợi gì, buông tay. Từ từ. Trinh, em qua coi nè. Nhanh. Bạn về đi, để em lo cho anh Tí được rồi. Tí gì của anh mà nó mới bị thương, làm sao anh bỏ về được? Nhưng mà dù gì á, anh Tí cũng qua cơn nguy hiểm rồi. Em nghĩ á, chắc chút nữa anh cũng sẽ tỉnh dậy thôi. Đổi gì mày? Đi ra. Chú ơi, con đói quá à. Khóc hoài. Nè, mẹ ăn đi. Nó mắc nghẹn kìa. Mày cho nó miếng nước đi. Chết giờ. Nước nè, uống đi mày. Tụi bay ly hôn. Nếu để đại ca tao quay lại, tụi bay không xong đâu. Thấy con đường mòn không? Dạ. Để cuối con đường mòn con sẽ gặp con suối. Men theo con suối con sẽ gặp ngôi nhà tranh. Con chạy vô đó trốn nha. Nếu mà có ai hỏi con tên gì con đừng nói nghe chưa. Nếu mà con nói thì nói là tên Tí biết chưa. Bây giờ chú sẽ đến lạc hướng rồi quay lại đón con ha. Ừ, nhưng mà con sợ lắm. Con đừng có sợ gì hết. Chú sẽ quay lại đón con. Mạnh mẽ lên. Dạ. Anh Vinh. Đi đi con. Nhanh lên. Đi. Dạ. Lên. Dạ. Nhanh lên con. Nhanh lên. À. Nhanh lên, tụi nó tới rồi. Nhanh lên. Mình là Tâm, không phải là Tí. Mẹ nè con. Con trai của bà.
Rồi bây giờ con hãy trả lời câu hỏi của chú mà con đã nợ chú. Con thấy ở trong bánh còn thiếu nguyên liệu gì hả? Dạ không, không còn thiếu cái gì hết. Chiếc bánh này á, nó đã hoàn hảo rồi. Trong cái bánh này chú không hề thay đổi một cái gì hết, không hề gia giảm một nguyên liệu nào hết. Dạ, chú đã sai rồi. Vậy là sao? Chú á, đã thêm vào một nguyên liệu rất là quan trọng cho chiếc bánh, cho nên đã làm cho nó hoàn hảo hơn. Hả? Đó chính là tình thương của cha mẹ dành cho con. Không phải chú đặt tên tiệm bánh á, là Đồng Tâm, là với hy vọng sẽ tìm được con trai của mình hay sao? Có lẽ cũng đã đến lúc con phải đi rồi. Con phải đi tìm mẹ con. Nguyện, ở đây điều kiện rất tốt cho con, mà chú cũng cần con. Ở lại với chú đi. Dù có tốt thế nào thì cũng không bằng tìm được mẹ con. Chú hiểu tâm trạng đó, tại vì chú cũng từng thất lạc con mà. Thôi được rồi, con cứ đi tìm mẹ đi. Nhưng nếu có khó khăn gì thì tới tìm chú. Dạ. Ừ. Con cảm ơn chú. Cảm ơn tí nha. À, phải gọi là Tâm chứ. Không sao đâu, hãy đi tìm mẹ đi. Lên đường bình an nha. Nguyện, cô xin lỗi con nha. Cô hy vọng là con sẽ sớm tìm gặp mẹ. Dạ thưa cô chú con đi. Ừ. Con đi nha chú. Nguyện nè, có thể anh đường đi được không? Bộ em muốn anh là trẻ bùi đời hoài sao? Hay là em muốn anh mãi không tìm được mẹ sao? Không, không, ý em không phải là vậy. Anh giỡn đó, chứ anh hiểu em muốn nói gì mà. Nhưng mà em có biết á, tìm được mẹ là tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời anh đó, em biết không? Dạ. Thôi, anh cũng yên tâm là từ nay á, em sẽ không bị thằng Tý ăn hiếp nữa. Bởi vì bây giờ á, em với nó đã là anh em với nhau rồi. Em á, đã được chú Phú nhận làm con nuôi và còn được cho đi học nữa. Em có biết là được đi học là ước mơ của nhiều người lắm, cho nên em phải cố gắng học cho giỏi nha. Dạ. Thôi, em đừng có khóc nữa. Em mà khóc như vậy á, làm sao anh yên lòng đi đâu được. Thôi, em về đi nha. Anh Nguyện. Em đừng có khóc nữa. Mà sến vậy? Còn mày đặt viết thư nữa, có gì á thì em nói đại ra đi. Em không có rảnh mà viết thư cho anh đâu, là của Tí xuống viết cho anh đó. Ý lộn, anh Tâm chứ. Anh nói anh Nguyện sẽ còn nè anh.
em gửi lời của anh tới anh Tý. Anh Tâm, là anh cảm ơn nó nhiều nha. Dạ. Thôi em về đi. Dạ. Muốn tìm Vinh nhung chóng phải xuống Trà Nổi Cái Răng, phải tìm một người tên Hưng, mặt sương sương, da đen, lại có hình xăm bánh xe. Chi ơi, đến giờ chích thuốc rồi nha con. Cô sẽ chích cho con không đau nha. Dạ. Tình hình đã đỡ hơn một chút rồi đó, nhưng mà phải tuân theo phác đồ điều trị của bác sĩ nha con. À, nhớ tiêm thuốc cho bệnh nhân đúng giờ nha. Dạ. Bác sĩ ơi, chừng nào con mới được xuất viện? Ráng nha con, mình hết bệnh đã. Dạ. Dạ chào cô. Dạ chào anh. Anh hai tới rồi hả? Ừ. Em đau quá. Em cố gắng lên nha. Anh hai đi đâu mà đi suốt ngày vậy? Anh hai đi làm kiếm tiền để chữa bệnh cho em. Em phải ráng lên nha. Em không có được khóc. Nếu mà em khóc á, sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu. Còn bây giờ á, em ngủ đi. Rồi anh hai đi mua gì về cho em ăn nha. Dạ. Em ráng ngủ đi nha. Ngoan. Cảm ơn ông đã lo viện phí cho em gái tôi. Không có gì, đó cũng là trách nhiệm của tôi mà. Ông đã làm cho tôi quá nhiều rồi, kể cả việc giúp tôi thoát khỏi cảnh tù tội. Vì cậu không đáng bị như vậy. Mà vì Dung vẫn còn đang mất tích, chưa xác định là có chết hay không, nên việc lo cho cậu cũng dễ. Đừng bận tâm. Vậy còn thằng bé đó sao rồi? Nó bỏ nhà đi mấy năm nay rồi. Nó đang đi tìm mẹ nó. Nếu như ngày đó tôi cẩn thận hơn một chút xíu thì sẽ không có chuyện đáng tiếc như vậy xảy ra. Hãy đến đây, nơi này sẽ giúp cho cậu có cuộc sống thanh thản hơn. Còn em gái của cậu, cứ để đó tôi lo. Tìm bánh vô bánh mì. Tôi xin lỗi, tôi...
Chú ơi chú, chú cho con hỏi là ở đây có anh bốc vác nào tên Hưng, người cao cao ốm ốm mặt xương xương không chú? Nghe nói là hồi xưa ảnh có lái xe khách tuyến Sài Gòn Cần Thơ á. Trời ơi, mày tả vậy làm sao tao biết được. Mà mày có hình không? Chứ còn ở đây nhiều người tên Hưng lắm, mà mày muốn tìm Hưng nào? Thì cái anh Hưng mà ốm ốm cao cao á. À, con nhớ là ảnh có cái hình xăm giống như cái bánh xe ở trên cánh tay trái á. Bánh xe? Bây giờ mày xuống dưới dãy nhà nổi á, mày xuống hỏi coi ở dưới cũng có thằng tên Hưng, còn nó có hình xăm hay không thì tao còn không để ý nữa. Xuống dưới mày kiếm đi là biết liền à. Dạ. Cô ơi, cho con hỏi là ở đây có anh bốc dáng nào tên Hưng, người ốm ốm cao cao mặt xương xương không cô? Không. Dạ, con cảm ơn cô. Ờ. Cô ơi, cho con hỏi ở đây có Hưng không cô? Có con, nó đang ngủ dưới khoang á. Kiếm nó có gì không con? Dạ có, cần gấp lắm cô. Hưng ơi, cần gấp lắm. Hưng, có người kiếm nè. Ai kiếm con vậy mẹ? Ờ, có anh đó kiếm con nè. Anh là ai vậy? Đâu có quen. Không phải Hưng này cô. Không phải cái người con tìm. Nhớ muốn tìm kỹ kỹ nha cha nội. Đang ngủ cũng bị lôi đầu. Dạ con cảm ơn cô. Ừ. Dì ơi tính tiền. Dì sườn đi chị bảy. Đợi một chút. Cơm cậu nè. Anh có phải là anh Hưng không? Đúng rồi, dáng người ốm ốm cao cao nè, mặt hơi xương xương, lại có cái hình xăm bên cánh tay trái nữa. Có phải á hồi xưa anh lái tuyến Sài Gòn Cần Thơ không? Bị xấu vậy bảy? Anh Hưng, anh đứng lại cho em hỏi thăm một cái. Anh Hưng. Anh Hưng. Làm ơn cho em biết Vinh Trong Trống đang ở đâu. Tao không biết. Anh Hưng kìa đấy kìa. Đứng lại không? Đứng lại mày. Làm gì? Anh có phải là Hưng không? Đến với tôi không. Ngày mày là ai mà theo tao hoài vậy? Đến có thiệt là con muốn học nghề làm bánh không? Không, mong không. Dạ. Con mong thầy hãy nhận cho con vô tìm bánh.
Con muốn có một cái nghề trong tay. Con còn có em gái đang bị bệnh phải nằm viện. Những nụ cười, ta hiểu hoàn cảnh của con. Nơi đâu nhưng ta thật sự lo là con không chịu đựng nổi áp lực của người thợ làm bánh. Vẫn gọi tên tôi. Nghề làm bánh đòi hỏi người thợ chẳng hứa gì, phải hết sức tinh tế và phải mãi hy sinh không. Con nhất định sẽ làm được. Chỉ cầm lấy số tiền này để lo cho bé. Dù gian khó hay khi cậu cầm về đi. Một tôi người còn sẽ đâu. Mang trái tim dịu chị à? Dàng yêu tôi muốn chịu một phần trách nhiệm chính em là bé An bị như vậy. Cô gái tôi vẫn là đang chờ do tôi đợi. Nếu định mệnh khiến một chị hãy cầm đi. Đôi ta bước rồi à, chị làm ơn viết đơn bãi này giúp tôi nghe chị. Tôi muốn dành. Ủa, ông mới lấy tiền của thằng Hưng đó hả? Không có tiền gì đâu. Tao mới thấy mày để tiền vô túi. Nhưng mà tiền này là tiền của tao. Tụi bay quyền gì mà tụi bay lấy? Không có nói nhiều với ông nữa. Tụi tiền đây, lấy tiền ra. Niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của con người là được phục vụ, sống bên cạnh người mình yêu thương. Anh có nhớ vợ không?